Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa quyển tập làm văn lớp 3 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 19 với chủ đề là viết về cảnh đẹp non sông. Ở trong tuần 19 này thì sẽ gồm có 4 nội dung chính. Nội dung đầu tiên là phần nhận biết, thứ hai là phần phân tích đề bài, thứ ba là sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt và cuối cùng sẽ là luyện tập bài văn mẫu. Cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một. Phần đầu tiên sẽ là phần nhận biết. Trong phần nhận biết này chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên: em hãy đánh dấu tích vào những hình ảnh chỉ cảnh đẹp ở nước ta. Ở đây cô có 4 bức tranh. Bức tranh đầu tiên đó chính là cảnh đẹp ở Hội An. Bức tranh thứ hai đó là khu du lịch sinh thái ở Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Bức tranh thứ ba là cố đô Huế. Và bức tranh số 4 đó chính là hình ảnh Vạn Lý Trường Thành. Vậy thì trong 4 bức tranh này, theo em đâu là những bức tranh chỉ cảnh đẹp của nước ta? Đó chính là bức tranh số 1, bức tranh số 2 và bức tranh số 3. Bức tranh số 1 là chỉ cảnh đẹp ở Hội An. Bức tranh thứ 2 là chỉ cảnh đẹp ở khu du lịch sinh thái Tràng An. Và bức tranh số 3 đó chính là cố đô Huế. Đây chính là 3 hình ảnh chỉ cảnh đẹp ở nước ta. Câu hỏi số 2: em thích nhất Giang Lam thắng cảnh nào trong bức tranh ở mục A? Ở mục A thì chúng ta có vẻ đẹp của Hội An này, thứ hai là vẻ đẹp ở khu du lịch sinh thái Tràng An này, thứ ba là vẻ đẹp của cố đô Huế. Vậy thì trong 3 Giang Lam thắng cảnh mà chúng ta đã chọn ở mục A thì các em thích nhất Giang Lam thắng cảnh nào? Còn cô thì cô thích nhất là Giang Lam thắng cảnh của khu du lịch sinh thái Tràng An. Câu trả lời của cô là em thích nhất là khu du lịch. Em thích nhất là khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Như vậy là trong phần nhận biết này thì cô đã giúp cho các em nhận biết được những hình ảnh chỉ cảnh đẹp ở nước ta, đó là cảnh đẹp ở Hội An này, cảnh đẹp ở khu du lịch sinh thái Tràng An và cảnh đẹp của cố đô Huế. Và trong những cảnh đẹp này thì cô thích nhất là khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần phân tích đề bài. Trong phần phân tích đề bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời 3 câu hỏi sau. Và để trả lời được 3 câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đề bài. Cô có đề bài: em hãy viết đoạn văn nêu những điều em quan sát được trong bức ảnh giới thiệu một cảnh đẹp ở nước ta. Câu hỏi đầu tiên, bài viết có hình thức như thế nào? Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Câu hỏi số 3, em hãy kể tên một cảnh đẹp ở nước ta. Đây chính là 3 câu hỏi ở phần phân tích đề bài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi trả lời lần lượt từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên, bài viết có hình thức như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đề bài. Cô có đề bài: em hãy viết đoạn văn nêu những điều em quan sát được trong bức ảnh giới thiệu một cảnh đẹp ở nước ta. Vậy thì với đề bài này, chúng ta sẽ được viết dưới hình thức là một đoạn văn. Vậy câu trả lời của cô sẽ là bài viết có hình thức là một đoạn văn. Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Và để trả lời được câu hỏi này, chúng ta lại tiếp tục quan sát đề bài. Các em có thể thấy đề bài đã nói là em hãy viết đoạn văn nêu những điều em quan sát được trong bức ảnh giới thiệu một cảnh đẹp ở nước ta. Ở đây các em thấy có sự xuất hiện của từ giới thiệu. Vậy thì chắc chắn với đề bài này chúng ta sẽ được viết dưới dạng văn là giới thiệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ giới thiệu về cảnh đẹp của khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Và câu trả lời của cô ở đây sẽ là đây là dạng văn giới thiệu. Câu trả lời của cô là dạng văn giới thiệu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Em hãy kể tên một cảnh đẹp ở nước ta. Các em lại nhớ lại ở trong phần nhận biết chúng ta đã có 3 cảnh đẹp, đó là cảnh đẹp ở Hội An này, cảnh đẹp ở khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình này và cảnh đẹp là cố đô Huế. Và trong 3 cảnh đẹp đấy thì chúng ta đã trả lời là khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình chính là một Giang Lam thắng cảnh mà em yêu thích nhất. Vậy tương tự với câu hỏi là em hãy kể tên một cảnh đẹp ở nước ta thì cô có câu trả lời đó là khu du lịch sinh thái Tràng An. Câu trả lời của cô là khu du lịch sinh thái Tràng An. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời xong 3 câu hỏi trong phần phân tích đề bài rồi. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa. Cô có đề bài: em hãy viết đoạn văn nêu những điều em quan sát được trong bức ảnh giới thiệu một cảnh đẹp ở nước ta. Câu hỏi đầu tiên, bài viết có hình thức như thế nào? Và cô có câu trả lời là bài viết có hình thức là một đoạn văn.
Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Và cô có câu trả lời là đây là dạng văn giới thiệu. Câu hỏi số 3, em hãy kể tên một cảnh đẹp ở nước ta. Và câu trả lời của cô là khu du lịch sinh thái Tràng An. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời xong 3 câu hỏi ở phần phân tích đề bài rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này, cô và các em sẽ cùng nhau đi trả lời 4 câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, bức ảnh đó giới thiệu cảnh đẹp nào, ở đâu? Câu hỏi số 2, em thấy những gì trong bức ảnh đó? Câu hỏi số 3, hoạt động trong bức ảnh đó là gì? Câu hỏi số 4, em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp trong bức ảnh đó? Đây chính là 4 câu hỏi ở phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên, bức ảnh đó giới thiệu cảnh đẹp nào, ở đâu? Cô có các từ ngữ gợi ý như là Tràng An này, tỉnh Ninh Bình. Và cô sẽ có câu trả lời như sau. Bức ảnh mà em muốn giới thiệu đó chính là khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Bức ảnh khu du lịch sinh thái Tràng An. Câu trả lời của cô đó là bức ảnh khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Câu hỏi số 2, em thấy những gì trong bức ảnh đó? Cô có các từ gợi ý là phong cảnh thiên nhiên thì hùng vĩ, có các dãy núi đá vôi, hang động thạch nhũ, đồng lúa, những ngôi đền, là nước thì trong xanh, mát mẻ và êm dịu. Ý của câu hỏi số 2 này là em thấy những gì trong bức ảnh của khu du lịch sinh thái Tràng An? Và dựa vào các từ ngữ gợi ý thì cô sẽ có câu trả lời như sau. Là trong em nhìn thấy trong bức ảnh là những dãy núi đá vôi. Những dãy núi đá vôi. Những dãy núi đá vôi. Hang động thạch nhũ. Hang động thạch nhũ. Là nước trong xanh và êm dịu. Là nước trong xanh và êm dịu. Câu hỏi số 3, hoạt động trong bức ảnh đó là gì? Cô có các từ gợi ý như là mùa du lịch thì sẽ có thuyền chở khách. Dựa vào các từ ngữ gợi ý thì cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi là hoạt động trong bức ảnh đó là gì? Đó là những chiếc thuyền chở du khách đi tham quan. Đó là những chiếc thuyền. Đó là những chiếc thuyền chở du khách đi tham quan. Câu hỏi cuối cùng của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp trong bức ảnh đó? Cô có các từ gợi ý như là vẻ đẹp nên thơ, khung cảnh ảo mộng, hùng vĩ. Và dựa vào các từ gợi ý này, cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp trong bức ảnh? Đó là phong cảnh thiên nhiên của Tràng An, rất nên thơ và ảo mộng. Phong cảnh thiên nhiên của Tràng An. Phong cảnh thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Tràng An, rất nên thơ và ảo mộng. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong 4 câu hỏi của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt rồi. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa. Câu hỏi đầu tiên, bức ảnh đó giới thiệu cảnh đẹp nào, ở đâu? Và cô có câu trả lời là bức ảnh khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Câu hỏi số 2, em thấy những gì trong bức ảnh đó? Và cô có câu trả lời là em thấy những dãy núi đá vôi, những hang động thạch nhũ, là nước trong xanh và êm dịu. Câu hỏi số 3, hoạt động trong bức ảnh đó là gì? Và cô có câu trả lời, đó là những chiếc thuyền chở du khách đi tham quan. Câu hỏi cuối cùng, em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp trong bức ảnh đó? Và cô có câu trả lời là phong cảnh thiên nhiên của Tràng An, rất nên thơ và ảo mộng. Đây chính là 4 câu trả lời cho phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Vậy thì dựa vào các câu hỏi và câu trả lời của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt, các em có thể viết được một đoạn văn để giới thiệu về một cảnh đẹp trong nước mà chúng ta đã quan sát được. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời và câu hỏi của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập bài văn mẫu. Trong phần luyện tập bài văn mẫu, cô có đề bài như sau. Em hãy viết đoạn văn giới thiệu về cảnh đẹp của Tràng An trong bức ảnh em quan sát được. Và để viết được một đoạn văn giới thiệu về cảnh đẹp của Tràng An trong bức ảnh em quan sát được thì chúng ta phải dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt để viết. Và cô cũng có một bài văn mẫu được viết dựa trên phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Các em hãy lắng nghe bài văn mẫu của cô và cùng cô phân tích bài văn mẫu này các em nhé. Bài văn mẫu số 1. Trong bức ảnh chính là khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Phong cảnh nơi đây hùng vĩ, những dãy núi đá vôi, hang động thạch nhũ với những hình thù độc đáo. Là nước thì trong xanh, êm dịu, xuôi theo làn nước ta có thể chiêm ngưỡng được hết phong cảnh hùng vĩ. Vào mùa du lịch, Tràng An nhộn nhịp với những chiếc thuyền chở du khách đi tham quan.
Phong cảnh thiên nhiên của Tràng An rất nên thơ, ảo mộng. Em rất thích phong cảnh ở nơi đây. Các em có thể thấy ở câu văn đầu tiên, trong bức ảnh chính là khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình sẽ trả lời cho câu hỏi là bức ảnh đó giới thiệu cảnh đẹp nào ở đâu? Và câu trả lời là bức ảnh giới thiệu cảnh đẹp của khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Phong cảnh nơi đây hùng vĩ, những dãy núi đá vôi, hang động thạch nhũ với những hình thù độc đáo. Làn nước thì trong xanh, êm dịu, xuôi theo làn nước ta có thể chiêm ngưỡng được hết phong cảnh hùng vĩ. Và với câu văn này sẽ trả lời cho câu hỏi là em thấy những gì trong bức ảnh của khu du lịch sinh thái Tràng An? Đó chính là những dãy núi đá vôi này, hang động thạch nhũ, làn nước trong xanh và êm dịu. Tiếp theo, vào mùa du lịch, Tràng An nhộn nhịp với những chiếc thuyền chở du khách đi tham quan. Ở câu văn này thì sẽ trả lời cho câu hỏi là hoạt động trong bức ảnh đó là gì? Đó là những chiếc thuyền đang chở du khách đi tham quan. Câu văn cuối cùng, phong cảnh thiên nhiên của Tràng An rất nên thơ, ảo mộng. Em rất thích phong cảnh ở nơi đây. Câu văn cuối cùng thì sẽ trả lời cho câu hỏi là em có suy nghĩ gì về cảnh đẹp trong bức ảnh đó. Như vậy là bài văn mẫu của cô cũng sẽ dựa vào 4 câu hỏi và 4 câu trả lời của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt để viết. Tương tự thì các em hãy tự luyện tập viết cho mình một đoạn văn giới thiệu về cảnh đẹp của Tràng An trong bức ảnh em quan sát được dựa trên bài văn mẫu của cô và dựa trên 4 câu hỏi, 4 câu trả lời của phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt để viết các em nhé. Phần luyện tập bài văn mẫu cũng là phần cuối cùng của tuần 19. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong toàn bộ bài tập của tuần 19 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.